Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới, mẫu nhà một tầng mang mã số BT19198. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế phần kiến trúc với chi phí rất ưu đãi, chỉ 2.999.000 đồng. Thay vì bỏ ra số tiền lớn, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một phần hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí rất tiết kiệm. Vậy có gì ở mẫu nhà này? Xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết thiết kế. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất với kích thước phủ bì tường chiều rộng là 15m, chiều sâu là 10m, diện tích sử dụng là 126m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 2 vệ sinh. Không gian đầu tiên khi bước vào sảnh chính là phòng khách, diện tích khoảng 23m2. Phòng khách có không gian khá cơ bản, đáp ứng thoải mái nhu cầu sinh hoạt. Phía sau phòng khách là phòng thờ, hai không gian thiết kế liên thông với nhau, diện tích phòng thờ 8m2. Ban thờ hướng ra phòng khách và cửa chính, không gian nhỏ nhưng thanh tịnh trang nghiêm. Ở giữa nhà là trục hành lang giao thông trung tâm, kết nối không gian của cả gia đình. Bên trái phòng khách là bếp ăn, bếp diện tích 17.5m2. Phía trước có cửa sổ lớn đón gió và lấy ánh sáng, không gian thông thoáng. Ngoài hướng cửa chính, chúng ta có thể tiếp cận bếp thông qua lối đi phụ phía bên trái nhà, như mũi tên chúng tôi đang đánh dấu, rất thuận tiện. Ngăn cách giữa bếp và phòng khách là vách gỗ hoa văn trang trí, tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Mẫu nhà có 3 phòng ngủ, diện tích từ 13.5-15m2 một phòng. Khá cơ bản. Các phòng sử dụng chung hai nhà vệ sinh, trong đó một vệ sinh rộng trang bị đầy đủ thiết bị sinh hoạt cơ bản, diện tích 5m2. Vệ sinh bên cạnh là vệ sinh nhỏ hơn, chỉ để xí bệt, diện tích 3m2. Thiết kế gọn gàng, kín đáo, thuận tiện xử lý kỹ thuật. Như vậy, với các góc nhìn phối cảnh vừa giới thiệu, chúng ta đã nắm được cơ bản phần nội thất của mẫu nhà này rồi đúng không ạ? Bằng cách phân chia hợp lý, chúng tôi đã giúp cho gia chủ có một không gian đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mình. Tiếp theo, xin mời các bạn xem tiếp phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh chúng ta đang thấy là góc phối cảnh chính của ngôi nhà. Ấn tượng đầu tiên mà công trình mang lại đó là vẻ đẹp từ sự đơn giản hiện đại, mang những nét kiến trúc của những ngôi nhà truyền thống, nhưng được cách tân để hợp xu thế hơn, giúp công trình cuốn hút ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Ngoại thất sử dụng tông màu ghi nhạt trung tính phối hợp đan xen với màu trắng sứ nổi bật, tạo sự thu hút thị giác, màu sắc nhẹ nhàng, khá đẹp mắt. Tường bao trang trí nhẹ nhàng đơn giản, chạy xung quanh là các đường chỉ xẻ rãnh sáng màu. Nền nhà tôn cao 5 bậc, mặt ngoài chân đế ốp gạch tối màu sáng bóng, khỏe khoắn, dễ dàng vệ sinh lau rửa. Cửa đi chính sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, tạo sự sang trọng, là điểm nhấn cho mặt tiền. Các cửa còn lại xung quanh là cửa khung nhôm kết hợp pano kính cường lực, đón tối đa ánh sáng cho không gian nội thất, tăng thêm vẻ hiện đại cho mẫu nhà. Hệ mái của công trình được thu hồi theo kiểu mái Thái, với các khối mái kích thước lớn nhỏ khác nhau, thiết kế đan xen hợp lý, tạo cho ngôi nhà nhiều góc cạnh, đa dạng hình khối, bố cục hài hòa. Đây là một trong những mẫu nhà khá đẹp, hợp theo xu thế, phù hợp với đa số sinh hoạt của các gia đình hiện nay. Chi phí tính toán thi công được chúng tôi tạm tính khoảng 750 triệu đồng. Giá dự toán đưa ra có thể thay đổi theo từng điều kiện nên các bạn cần lưu ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT19198. Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 2.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ phần kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân.
Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.